Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thời gian gần đây thì mình phát hiện rằng là 70% số người xem kênh của mình thì không ấn vào nút chuông. Vì thế thì các bạn sẽ không nhận được những cái video mới nhất của mình cũng như là những cái video đã qua. Nên là các bạn hãy ấn vào nút chuông cũng như là ấn vào nút là lựa chọn cái phần là nhận được ngay thông báo khi video của mình vừa mới lên. Tiện thể thì ấn luôn nút like và share video này nha. Thì mình có check inbox trong thời gian vừa rồi thì mình phát hiện rằng là rất nhiều bạn hỏi mình là: "Anh ơi, tại sao anh không review chai Dior Sauvage này đi?" Thực ra thì mình đã có một cái video review này rồi ở trong top 5 mùi hương văn phòng dành cho nam giới. Nhưng mà chắc là sắp tới thì mình sẽ làm review 3 phiên bản của Dior Sauvage này. Các bạn nhớ ấn nút chuông để có thể nhận được ngay khi video đó lên sóng nha. Và với mình, đây không phải là mùi hương sử dụng tốt trong mùa hè. Nên là ngày hôm nay mình sẽ gợi ý các bạn một mùi hương. Nó có một cái nét nam tính, nó có một cái nét chững chạc và gai góc mà có khá là bụi bặm, mà sử dụng rất tốt trong mùa hè. Đó là một sản phẩm đến từ nhà Hermes, đó chính là Tre Tre de Hermes đây. Và hãy cùng xem là tại sao mình lại nói như vậy nhá. À quên, nếu như chưa biết mua nước hoa ở đâu thì các bạn có thể tham khảo đường link ở phía dưới phần mô tả nhá, và nhập code KIENFAGAN để có thể nhận được những cái code giảm giá nhá. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thôi. Chúng ta đi qua một chút về ngoại hình của chai nước hoa này thì như các bạn có thể thấy rằng là trên tay mình đây là một chai rất là to, chai của mình là chai 200ml. Trước đây thì mình có mua một chai 100ml nhưng mà dùng được khoảng tầm 20-30ml thì mình đã bán đi và mua hẳn một chai 200ml. Tại vì mình rất thích cái mùi hương này và nó rất là phù hợp với cái phong cách ăn mặc của mình. Thì chai 100ml nó cũng có như thế này, thiết kế như này thôi. Đó là cái thủy tinh, cái thủy tinh này được làm bằng hai lớp và các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ ràng. Và cái phần thân chai thì được thiết kế rất là đẹp, là chữ H biểu tượng của Hermes. Và cái phần nắp chai này làm bằng nhựa và các bạn xoay lên để đóng vào và xoay xuống để mở ra. Và cái phần đầu này thì các bạn có thể nhìn thấy là có chữ Hermes rất là đẹp. Đó, đó là về phần thiết kế của chai nước hoa này. À, còn một điều nữa đó là cái phần nắp này thì rất là dễ bị rỉ nha các bạn. Bảo quản thì các bạn có thể lau nếu như các bạn muốn mà nó trắng và bóng. Về mùi hương của Tre Hermes này thì so với Dior Sauvage này, nó có khá là nhiều những cái nốt hương chung khi mà mở đầu, đó là tông mùi của citrus. Bên này thì có cam chanh, bên này thì có bưởi và cam. Và hai cái nốt hương mà khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy nó rất rõ nhất, đó là cái vị khá là nồng. Và cái vị nồng đấy thì đến từ tiêu, đây là hồng tiêu và đây cũng là tiêu. Thực ra cái hồng tiêu hay là tiêu đen thì mình cũng không nhận thấy được là cái sự khác nhau nhiều lắm. Thì đối với mình, cái chai Tre này thì khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi tiêu cay rất là rõ, nhưng mà nó khá là tươi và nó có một cái độ ngọt ở phía sau, nó đến từ bưởi. Còn với Dior Sauvage chai này thì mình hết rồi, mình chỉ để đây cho đẹp thôi. Thì khi các bạn xịt ra thì nhận thấy một cái mùi tiêu nhưng mà nó được kết hợp cùng với cái vị chua khá là rõ của chanh, cũng là một cái mùi hương nó khá là dày. Và so sánh hai mùi hương với nhau thì Dior Sauvage này thì các bạn thấy rằng là nó có một độ dày và mùi nó khá là sắc, cũng như là nó khá là nồng đó. Còn với ở Tre này thì mặc dù nó là một cái nốt hương tiêu kết hợp cùng với bưởi biết các thứ, nhưng mà nó vẫn rất là nhẹ nhàng và rất là kiểu nó vẫn cay ấm, nhưng mà nó vẫn sử dụng rất là được trong mùa hè, tại vì nó có nốt tươi đến từ chợ của những cái nốt hương bưởi và cam ở trong này. Và khi dry down xuống thì các bạn nhận thấy rằng là ở Dior Sauvage nó có một cái nốt hương chính chủ đạo, đó là Ambrosia. Và gần như rằng là trong 3 phiên bản thì cái nốt hương này nó làm nốt hương chính của toàn bộ mùi hương và toàn bộ những cái gì bạn ngửi thấy khi các bạn xịt chai nước hoa này từ đầu đến cuối. Còn ở trong Tre này thì các bạn nhận thấy cái mùi cỏ hương bài vetiver, nó sẽ có hơi hăng một chút nhưng mà nó mang đến một cái cảm giác nó rất là nam tính. Và so về cái phong cách thì với mình ấy, cái nốt hương Ambrosia ở trong này nó làm cho cái mùi hương nó có một cái độ hơi kiểu ngọt ngọt nồng và nó bám tỏa rất tốt. Nên là vì thế em này thì nó sẽ phù hợp với những bạn nam theo cái phong cách kiểu bụi bụi hơi ngông, kiểu vì độ bám tỏa tốt nữa nên là em nó sẽ gây được ấn tượng nổi bật với người khác, kiểu dành cho những bạn trẻ, kiểu những anh chàng bad boy vào trong kiểu rất là ngầu thì xịt mùi hương này ok. Và hình ảnh đại diện đó là Johnny Depp. Còn với mùi hương của Tre de Hermes này, nếu như các bạn xem hình ảnh đại diện thì các bạn thấy là một chàng trai cởi trần, tóc xõa dài, trông đứng giữa sa mạc, trông rất là phóng trần, rất là nam tính. Thì em này nó có độ bám tỏa kém hơn so với Dior Sauvage, nhưng mà thực sự là
nó cũng quả rất là tốt nhá, nó lưu tốt và nó cũng quả rất tốt luôn. Trên tay mình đây thì đang là cái phiên bản EDT. Và cái mùa này nó lưu ở trên da mình cũng khoảng tầm 7 đến 8 tiếng cho mùa hè nhá. Mình đi lại thường xuyên ở ngoài trời, mình vẫn ngửi thấy mùi hương của em nó. Và ở đây là nốt hương cỏ hương bài làm chủ đạo ở phía sau, nên là mùi hương này nó sẽ có một cái đệ, cái độ gai góc, cái độ nam tính và cái độ đừng trải hơn so với em này. Thì với hình ảnh là một, đây là một chàng trai lúc nào cũng muốn gây chú ý, hơi ngông kiểu bất cần, thì ở TDMS này nó là một chàng trai lúc nào cũng quần âu sơ mi, nó có một cái độ kiểu khi các bạn nhìn những cái người đàn ông mà các bạn đàn ông từng trải ấy, họ có những cái sự thành công ấy, thì họ lúc nào cũng muốn kiểu đứng về phía sau để nhìn quan sát mọi thứ, chứ không muốn là chung, muốn là kiểu tập trung của tất cả những ánh nhìn. Thì đây là cái phong cách mà chai nước hoa TDMS này mang tới. Và đây cũng là chai nước hoa mà mình rất thích khi mà mình mặc như này. Đây, các bạn không biết là nhìn thấy không? Mình mặc quần âu cùng với sơ mi, khi các bạn xịt cái mùi hương này nó sẽ rất là phù hợp. Còn Dior Sauvage này ấy, thì mình thích cái kiểu là ăn mặc cái kiểu mùa thu hoặc mùa đông ấy. Đó là khi mà mình mặc những chiếc áo da, hay là những chiếc áo kiểu áo bò ấy, trông nó hơi bụi bụi ngầu ngầu một chút, phủi thì xịt em này ok. Còn với những cái kiểu ăn mặc như này rất là đơn giản thôi, đúng không? Sơ mi cổ trụ hay là kiểu sơ mi có cổ thiết là hoàng, các bạn xịt mùi hương là mùa hè, mình nghĩ là nó sẽ gây được ấn tượng rất là tốt với các chị em phụ nữ. Và chai nước hoa này mình cũng có một cái review, đó là mình nói rằng là nó sẽ có nhiều người có cảm giác hơi giống mùi nước tiểu của heo ấy. Nên là mình nghĩ rằng là các bạn cũng nên thử qua, nhưng mà số ít thôi, không phải ai bị kiểu đấy đâu. Nên là các bạn nên, nếu muốn chắc chắn, không quá nhiều tiền muốn chắc chắn, thì các bạn nên thử qua trên da trước khi mua. Em này một dịp mùa đông thì có lẽ hơi yếu một chút, tại vì nó vẫn thuộc cái tông mùi kiểu citrus rồi spicy các thứ, nên là nó sẽ không phù hợp lắm. Nhưng mà dịp mùa đông cũng vẫn ok. Còn với Dior Sauvage này thì đây là một chai nước hoa mà mình nghĩ chỉ sử dụng tốt nhất được vào mùa thu, những ngày trời mát dưới 25 độ và theo đuổi cái phong cách kiểu muốn làm tâm điểm của đám đông, muốn lúc nào người khác có thể ngửi thấy mùi hương của bạn, muốn làm kiểu cái cảm một chàng trai kiểu bất cần, kiểu hơi kiểu bụi bụi, kiểu bad boy ấy, thì đây là cái mùi hương dành cho các bạn. Còn mùa hè rồi, mùa hè Hà Nội rồi nóng lắm, hay là Sài Gòn, thì các bạn cứ xịt em này cho mình. Mình đảm bảo rằng với cái phong cách ăn mặc như này thì các bạn có thể nhận được rất nhiều lời khen từ TDMS. Không tin mua chiếc này mà thử nhá. Và nếu như thấy video hay thì đừng quên like, share cho mọi người khác cùng biết và bình luận cảm nhận của bạn về hai mùi hương này ở phía dưới nếu như đã sử dụng qua rồi nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.